Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp khẩn về phòng chống cơn bão số 1, các tỉnh miền núi, trong đó có Lào Cai cần cảnh giác với lũ quét sạt lở đất đá. Phát huy vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa. Lễ hội khu Già Xà huyện Bát Sát, nét sinh hoạt văn hóa độc đáo thu hút khách du lịch đến với Bát Sát. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh Quốc về triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, ngày 2 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt nội dung một số nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 đã tập trung thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường. Các ý kiến đồng thuận cao với đánh giá trong 6 tháng đầu năm, tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành, tập trung triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Phương thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng có sự đổi mới và nâng cao. Do đó, kinh tế xã hội của tỉnh đã dần phục hồi. Hầu hết các ngành lĩnh vực đã trở lại đà tăng trưởng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 7,14%. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quân sự quốc phòng được củng cố tăng cường. Các ý kiến thảo luận cho rằng các tồn tại hạn chế được nêu trong dự thảo báo cáo, từng đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sớm có giải pháp triển khai khắc phục cụ thể theo ngành lĩnh vực địa phương mình phụ trách, lãnh đạo quản lý. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các cấp các ngành cần tập trung quán triệt triển khai các nghị quyết hội nghị Trung ương năm khóa 13, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 19 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy. Quyết liệt hành động triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo phương châm nhạy bén, linh hoạt, kịp thời, gắn liền với hỗ trợ khôi phục sản xuất, thực hiện đồng bộ linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy khôi phục tăng trưởng kinh tế. Tập trung hoàn thiện xây dựng cái đề án xây dựng Lào Cai thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc, chính là cũng một cái nội dung quan trọng triển khai cái nghị quyết 11 về phát triển kinh tế vùng và gắn với cái xúc tiến đầu tư vùng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch, các dự án, các công trình trọng điểm. Những lúc khó khăn nhất thì tôi đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành toàn đảng bộ của chúng ta nỗ lực hơn nữa, vượt khó, đoàn kết để vươn lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị trong tỉnh cần nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, thúc đẩy tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thực thi các nhiệm vụ được giao, không để công việc bị ùn ứ, đình trệ. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo chương trình đề ra. Hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị. Sáng ngày 2 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp khẩn về phòng chống cơn bão số 1. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 16 tỉnh thành phố phía Bắc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Cơn bão số 1 có tên quốc tế Chapa, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15, đang đi vào Biển Đông đã khiến khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to. Cảnh báo từ nay đến ngày 7 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Để chủ động ứng phó với bão, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó bão số 1 và mưa lũ. Riêng đối với các tỉnh miền núi, trong đó có Lào Cai, cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Chỉ đạo các cái cơ sở, các cái địa phương kiểm tra các cái hồ chứa nước cũng như là các cái công trình thủy lợi, làm tốt công tác nắm bắt cái cơ sở cũng như là chuẩn bị tốt các cái phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như là các cái ngầm cống là có những cái hệ thống cảnh báo khi có mưa lũ hoặc ngập lụt, tổ chức triển khai trực 24/24 giờ để thông tin kịp thời đến các cái địa phương trong cái công tác phòng chống cái bão lũ trong cái thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng kịch bản, phương án đối phó cụ thể, chỉ đạo công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng, tăng cường bám nắm địa bàn, kịp thời ứng cứu khi có tình huống, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc, nhất là khu vực ven biển, vùng núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đồng thời thông tin cập nhật liên tục về diễn biến của cơn bão, nhất là ảnh hưởng hoàn lưu sau bão để nhân dân nắm được, chủ động ứng phó. Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet với 3 tuần thi trắc nghiệm từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2022. Cuộc thi sẽ được tiến hành trực tuyến tại địa chỉ tuyên giáo gạch ngang trắc nghiệm.laocai.gov.vn, ban tuyên giáo.laocai.org.vn và trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại địa chỉ laocai.baohiemxahoi.gov.vn hoặc các báo tạp chí điện tử, trang cổng thông tin điện tử đã liên kết với trang trên cổng thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân nắm chắc, hiểu sâu về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhận thức, chung sức hành động thực hiện thắng lợi công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Kể từ khi mặt hàng trái cây được thông quan trở lại, đã có trên 3.000 tấn trái cây được xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, kim ngạch trên 1,3 triệu đô la. Hiện mới chỉ có một số loại trái cây được xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, gồm vải thiều, thanh long, chuối và xoài. Trong đó chủ yếu là vải thiều với trên 2.200 tấn, thanh long gần 800 tấn. Do quy trình kiểm soát dịch bệnh khắt khe từ Trung Quốc, nên mỗi ngày mới có hơn 20 phương tiện chở trái cây xuất khẩu làm thủ tục thông quan. Dự kiến trong thời gian tới, khi hai bên thống nhất được phương án xuất nhập khẩu nông sản, máy PCR được lắp đặt tại cửa khẩu Kim Thành sẽ giúp đẩy nhanh thông quan hàng hóa. Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có văn bản đồng ý nhập khẩu thí điểm chanh leo Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Điều này sẽ giúp cửa khẩu Kim Thành nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản trong thời gian tới. Phía tỉnh Lào Cai cũng luôn có cơ chế ưu tiên luồng xanh đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lại sản xuất, đầu tư liên kết, liên doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Thông qua hợp tác liên kết sẽ tạo điều kiện để xây dựng những vùng nguyên liệu lớn, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, khắc phục được những nhược điểm của mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ. Thành lập tháng 11 năm 2021,
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Cầu Mây làm nhiệm vụ thu mua, sơ chế các sản phẩm quế của huyện Bảo Yên và khu vực lân cận. Hiện hợp tác xã đang tạo việc làm cho gần 30 lao động với thu nhập ổn định. Và quan trọng hơn là từ khi hợp tác xã thành lập, người trồng quế ở Cam Cọn tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, giá tốt. Hợp tác xã đến tận các hộ gia đình thu mua, để bà con không phải vận chuyển đi các nơi xa để bán. Hôm nay đã thu mua những cái được khoảng hơn trên 100 tấn quế để đối cho bà con. Xã Cam Cọn đang dần hình thành những vùng chuyên canh hàng hóa, vùng trồng chuối ngự gần 70 ha, vùng quế hơn 1.000 ha và hàng chục hecta cây ăn quả khác. Hai hợp tác xã nông nghiệp đã ra đời, đang tích cực đồng hành cùng sự phát triển các cây trồng chủ lực này. Tập trung vào chỉ đạo định hướng sản xuất theo cái hướng là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thành lập các mô hình hợp tác xã để chúng tôi hướng tới mục đích đó là sản xuất các sản phẩm theo cái hướng hàng hóa cung cấp tại trong tỉnh và các tỉnh trong nước và hướng tới xuất khẩu. Toàn tỉnh hiện có trên 250 hợp tác xã và hàng nghìn tổ hợp tác, hầu hết đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết được những tiêu cực như tranh mua, tranh bán, ép giá, đồng thời làm thay đổi tư duy nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Chủ trương của Đảng Nhà nước mà đầu tư cây xoài rất là tốt, hợp lý rồi, nhưng mà phải trồng thành vùng khu và phải thành lập hợp tác xã, một đầu mối đứng ra để chịu trách nhiệm phổ biến kỹ thuật cũng như là chăm sóc cũng như là lúc thời điểm thu hoạch. Trong cái nội dung này là chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ hợp tác theo cái khu vực dân cư. Và khi mà cái tổ hợp tác này ra đời thì nó là một cái tổ chức, và khi đã tham gia vào cái tổ chức này thì nó sẽ có nội quy quy chế và người dân tham gia thì phải tuân thủ cái nội quy quy chế đấy. Xác định hướng đi của nông nghiệp hàng hóa là không dàn hàng ngang mà phải đi sau về trước. Tỉnh Lào Cai đã và đang có nhiều giải pháp để thúc đẩy sự tham gia của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến nông lâm sản. Từ đó đưa nông sản của Lào Cai trở thành hàng hóa có giá trị, thiết thực nâng cao đời sống của người dân. Sở Y tế Lào Cai đã tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác đấu thầu mua thuốc cho các đơn vị y tế với sự chia sẻ của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chuyên gia của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra những tồn tại thường gặp trong công tác đấu thầu thuốc như chưa có luật đấu thầu thuốc nên cần vận dụng nhiều văn bản hướng dẫn, việc đàm phán giá, đấu thầu tập trung, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh toán thuốc bảo hiểm y tế. Các chuyên gia lưu ý các đơn vị của ngành y tế Lào Cai cần xác định danh mục thuốc đấu thầu, tổ chức đấu thầu đúng luật, nâng cao năng lực của cán bộ đấu thầu, kết hợp cải cách hành chính, phát huy vai trò của bảo hiểm xã hội trong đấu thầu thuốc. Đặc biệt cần nghiên cứu và đấu thầu thuốc dựa trên thông tư số 15/2019 của Bộ Y tế. Tâm lý chủ quan khi dịch bệnh lắng xuống, thời gian này nhiều người dân chưa đi tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt tại một số địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh, tỷ lệ tiêm phòng rất thấp, đòi hỏi cán bộ y tế tuyến cơ sở phải nỗ lực rất nhiều. Bây giờ bà đủ thời gian tiêm rồi, bác sĩ tiêm mũi 3 cho bà để phòng COVID-19, vì bây giờ COVID phức tạp. Bà già yếu rồi, người già yếu hay mắc COVID. Đây là công việc quen thuộc của đội tiêm lưu động, trạm y tế xã Xin Chén, huyện Simacai. Để người dân đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19, cán bộ y tế phải biết tiếng địa phương để giải thích, giúp họ hiểu về lợi ích của việc tiêm phòng. Đội tiêm lưu động phải đi từ sáng sớm hoặc chiều tối muộn để tiêm chủng tại nhà cho người dân. Thành lập đội tiêm chủng lưu động và đầy đủ các trang thiết bị cấp cứu để đến từng nhóm hộ gia đình và đến từng gia đình để tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em cũng như là người lớn. Tại trạm y tế xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, bắt đầu có khá nhiều người dân đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Để người dân chủ động đi tiêm như thế này, cán bộ y tế xã đã phải nỗ lực rất nhiều trong việc tuyên truyền vận động. Tôi tự quản thông báo về cho các hộ gia đình chúng tôi là vì tiêm mũi 3 và mũi 4 thì cho các hộ gia đình. Thì biết là cái vấn đề mà tiêm phòng COVID này là rất là tốt. Thì tôi hôm nay là tôi đưa cả gia đình tôi là đi tiêm mũi 3 và mũi 4. Hiện ngành y tế vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19. Để ứng phó với những biến thể mới của COVID-19, mỗi người dân cần đi tiêm chủng đúng lịch và đủ các mũi để bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như cộng đồng. Mỗi hành động việc làm chăm lo cho gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng chính là một trong những hình thức giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Xác định như vậy nên thời gian qua, cấp ủy chính quyền các địa phương của tỉnh luôn đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này. Ghi nhận tại huyện Bảo Yên. Năm 1967, vừa lập gia đình được một tuần, ông Hoàng Văn Mòn đã hăng hái lên đường cùng đồng đội làm nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày tiễn chồng lên đường cũng là ngày bà Lục Thị Nhình, vợ ông Mòn, gặp chồng lần cuối. Năm tháng trôi qua, nỗi đau chồng hy sinh của bà đã dần được xoa dịu bởi sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng dân cư. Tôi cũng tham gia vào hội phụ nữ và cả bên cụ lão cũng thế. Thỉnh thoảng ốm đau hay là thế nào thì các chị phụ nữ cũng về hỏi thăm sức khỏe, thấy phấn khởi và vui vẻ luôn. Từ huyện đến cơ sở chúng tôi cũng đã có những phân công cụ thể, đặc biệt là tập trung vào những gia đình mà có những hoàn cảnh khó khăn như là tuổi cao, thế rồi neo người, thế và bằng những hoạt động cụ thể như thăm hỏi, thế rồi là giúp đỡ, rồi động viên, rồi tặng những phần quà vào những dịp ngày lễ, ngày Tết. Không riêng với chị em phụ nữ, mà các tổ chức đoàn thể cùng cả hệ thống chính trị của Bảo Yên đều có những chương trình hành động thiết thực, cụ thể, chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Giúp đỡ các gia đình từ những công việc nhỏ nhất, đó là hỗ trợ các gia đình trong việc là dọn dẹp chỉnh trang nhà cửa, thực hiện thường xuyên liên tục theo hàng tháng, hàng quý và gắn với trách nhiệm của từng chi đoàn một. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết các cái vấn đề để đảm bảo quyền lợi của người có công, đẩy mạnh cái phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động và đa dạng hóa các cái nguồn lực của xã hội để thực hiện công tác người có công với cách mạng. Huyện Bảo Yên hiện có 4.750 người có công và thân nhân người có công. Với sự quan tâm chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đang ngày càng củng cố vững chắc niềm tin của các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng vào chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, giúp các gia đình luôn yên tâm, phấn khởi, tiếp tục nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư. Trong 6 tháng đầu năm 2022, 93% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua bộ phận một cửa huyện Bảo Thắng được giải quyết trước thời hạn và đúng thời hạn. Cụ thể, bộ phận một cửa liên thông của huyện đã tiếp nhận xử lý trên 12.220 bộ hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả cho công dân được trên 11.300 bộ hồ sơ. Số còn lại đang giải quyết. Trong đó đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, đạt tỷ lệ 87%. Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn đạt được hiệu quả thiết thực, thời gian qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn được kiện toàn, bố trí công chức theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn. Đặc biệt là các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, trực một cửa đảm bảo đúng quy định. Việc kiểm tra công tác tiếp công dân tại các cấp được thực hiện thường xuyên. Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội mùa thu, ngày 2 tháng 7, tại xã Y Tý, huyện Bát Sát, lễ hội Khu Già Già đã được tổ chức. Đây là lễ hội cầu mùa lớn của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ngay sau đây, mời quý khán giả cùng phóng viên Hải Nam hòa mình vào không khí của lễ hội độc đáo này. Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt tại chợ Y Tý, xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, nơi diễn ra lễ hội Khu Già Già. Đây là lễ hội lớn nhất và lâu đời nhất của người Hà Nhì Đen ở huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Theo quan niệm của người Hà Nhì, con trâu mổ trong ngày này đã được chọn lựa kỹ lưỡng trước một tháng diễn ra lễ hội. Trâu được chọn phải là trâu đực mới lớn, khỏe mạnh và được chăm sóc cẩn thận cho đến ngày làm lễ. Lần đầu tiên nhạc sĩ Phùng Chiến và những người bạn của mình được dự lễ hội Khu Già Già. Dù chỉ là lễ hội được sân khấu hóa nhưng cũng để lại cho nhạc sĩ rất nhiều cảm xúc. Có thể nói đây là một cái lễ hội hết sức là độc đáo của người Hà Nhì, mà ở Bát Sát này có được một cái lễ hội như thế này á là đã thu hút được và khuyến khích được nhân dân làm ăn và thu hoạch các mùa thắng lợi. Là người dân ở trên tại địa bàn trên xã Y Tý và là đồng bào người Hà Nhì thì hôm nay tái hiện lại cái lễ hội Khô Già Già và tổ chức cái lễ hội này thì chúng tôi cảm thấy rất là vui và tự hào. Chúng tôi rất là mong là sẽ
sẽ được các chính quyền quan tâm nhiều hơn nữa, và chúng tôi cố gắng giữ gìn cái bản sắc dân tộc của dân tộc mình ạ. Hàng năm cứ vào ngày Thìn tháng 6 âm lịch, người Hà Nhì Đen lại làm lễ cầu mùa với mong muốn thần linh phù hộ cho mùa màng bội thu. Lễ hội thể hiện đặc trưng tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp, thần rừng, thần nước, thần đất và thần tình duyên của đồng bào. Mỗi gia đình tham gia buổi lễ sẽ lập một mâm lễ vật gồm thịt trâu, rượu, các loại sản vật làm được của gia đình, rước từ nhà ra rừng góp với làng, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến các đấng thần linh đã che chở cuộc sống, phù hộ cho dân làng. Với nhiều lễ hội đặc sắc trong năm, Bát Sát đang hướng đến khai thác các di sản văn hóa độc đáo này để thu hút du khách. Bát Sát trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng, tạo ra các sản phẩm du lịch mới, đặc biệt là thực hiện, đẩy mạnh, phát huy bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc Hà Nhì nói riêng. Năm 2014, lễ hội Khu Già Già được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Hà Nhì Đen nơi vùng cao Bát Sát. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lâm Văn Bình, sinh năm 2002, trú tại ấp Trường Hưng, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Từ tháng 10 năm 2021 đến nay, Lâm Văn Bình cùng một số đối tượng tổ chức đưa một số phụ nữ tuổi từ 14 đến 20 vượt biên qua Trung Quốc để làm việc và kết hôn. Trong đó có hai nạn nhân ở tỉnh Ninh Thuận. Bình là đối tượng trực tiếp dẫn dắt người vượt biên qua Trung Quốc. Việc trao đổi thông tin giữa các đối tượng và nạn nhân được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đường dây tổ chức liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh biên giới phía Bắc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thời gian gần đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ án liên quan đến việc thuê sinh viên đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho các đối tượng xấu, sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp. Việc làm này có thể bị xử lý hình sự. Hệ lụy từ việc mua bán này không chỉ gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và các ngân hàng, mà có khi còn đẩy sinh viên vào con đường vi phạm pháp luật. Nếu người cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng biết rõ là các tài khoản này sẽ được sử dụng vào các mục đích trái pháp luật nêu trên mà vẫn thực hiện thì sẽ bị coi là đồng phạm. Vì vậy, mọi người cần nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân của mình, tránh việc tiếp tay cho các hành vi bất hợp pháp, thậm chí là tội phạm và phải chịu các chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho công nhân lao động là yếu tố quan trọng để mang lại hiệu quả sản xuất, đem đến sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Ở Lào Cai, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt điều này. Khu nhà ở cho công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Đức Giang Lào Cai tại khu công nghiệp Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng, trong phóng sự sau là một nơi như vậy. Nhà ở cách xa nơi làm việc gần 20 km. 6 năm trước, gia đình anh Nguyễn Phú Hải đăng ký với công ty để thuê căn hộ chung cư này. Với diện tích 75m² sàn sử dụng, cuộc sống của cả gia đình anh Hải được duy trì ổn định. Việc học hành, sân chơi cho con cái cũng được thuận lợi hơn từ khi đến ở nơi đây. Và trước khi vào đây thì tập đoàn cũng trang bị đầy đủ giường tủ, bàn ghế. Chúng tôi chỉ việc mang đồ đạt đến cá nhân đến ở, hầu như là đầy đủ hết. Rất nhiều cái phục vụ cho cuộc sống như là các cái khuôn viên dành cho trẻ em. Công trình khu nhà ở của cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất Đức Giang Lào Cai được xây dựng từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu nhà xây dựng trên diện tích 2 hectare với 140 căn khép kín. Mỗi căn hộ có diện tích từ 58 đến 70m², chia thành 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp cho những hộ gia đình có nhiều người cùng chung sống. Căn hộ của em đang ở là căn hộ 2 phòng ngủ thì diện tích 58m². Giá thuê hiện tại bây giờ là 500.000 một tháng. So với ở ngoài thì cùng cái mức tiền này thì bọn em chỉ thuê được một căn khoảng 12-15m², khép kín ở ngoài. Lấy ý tưởng từ ruộng bậc thang Tây Bắc,
khu nhà được xây dựng theo thế cao thấp, vừa tạo cảnh quan, vừa tạo không gian thoáng đạt cho khu nhà. Đặc biệt, dự án cũng chú trọng đầu tư không gian xanh với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, phủ rợp bóng cây, khu vui chơi cho trẻ em, khu luyện tập thể thao, đảm bảo tiện nghi cho người sử dụng. Với chủ trương của ông chủ tập đoàn và ban lãnh đạo công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai, hướng đến là đảm bảo cuộc sống, đời sống cho cán bộ công nhân viên ổn định và yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty ạ. Trong chuyến công tác tại Lào Cai mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá khu nhà ở công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai có thể xem là hình mẫu về chăm lo đời sống vật chất tinh thần của công nhân người lao động để các doanh nghiệp khác áp dụng. Chuyển sang tin thời sự thế giới. Sau gần một tuần làm việc, ngày 1 tháng 7, một hội nghị đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 2 tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đã bế mạc. Tham dự có nguyên thủ các quốc gia, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia đến từ 140 quốc gia với mục tiêu thúc đẩy bảo tồn các đại dương. Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng các quốc gia cần đặt ra các mục tiêu tham vọng về đa dạng sinh học, đặc biệt trong tiến trình thúc đẩy bảo tồn các đại dương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập hợp sức mạnh cộng đồng quốc tế ứng phó với các vấn đề môi trường. Pháp và Costa Rica đã cùng ứng cử đăng cai hội nghị tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2025. Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế đã lên tiếng yêu cầu các quốc gia cần tăng cường kiểm soát các giao dịch tiền điện tử để đáp ứng các quy định quốc tế vì tính minh bạch. Theo quy định này, các nhà quản lý phải đảm bảo các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử, xác minh danh tính những người liên quan đến giao dịch. Đây được coi là biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch tiền điện tử với mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Hồi tháng 3 vừa qua, cơ quan trên đã tiến hành khảo sát 98 quốc gia có giao dịch tiền điện tử, trong đó mới có 29 nước thông qua quy định Chevroo và chỉ 11 nước bắt đầu thực thi quy định này. Hiện nhiều quốc gia đang hướng đến việc áp dụng những quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ người tiêu dùng khi các công ty tiền ảo đang ngày càng phát triển rầm rộ. Ngày 1 tháng 7, chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng cảnh báo đi lại đối với 34 nước liên quan đến đại dịch COVID-19, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ, cũng như không yêu cầu người dân ở Nhật Bản phải hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến những nước này. Nhật Bản nới lỏng cảnh báo đi lại với Hàn Quốc 2 ngày sau khi hai nước nối lại các chuyến bay giữa sân bay Gimpo ở Seoul và sân bay Haneda ở Tokyo, vốn bị ngưng trệ sau hơn 2 năm do các hạn chế phòng chống dịch COVID-19. Cùng ngày, Nhật Bản cũng hạ thêm một mức cảnh báo đi lại đối với Pháp, Đức, Italy cùng 11 quốc gia châu Âu khác xuống mức thấp nhất trong thang cảnh báo, gồm 4 cấp độ. Hiện có khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ được Nhật Bản đưa vào danh sách cảnh báo đi lại cấp độ 1. 90 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn nằm trong mức cảnh báo đi lại cấp độ 2 và 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trong danh sách cảnh báo đi lại cấp độ 3. Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với công dân Mỹ, cho phép cả các trường hợp quá cảnh qua nước thứ ba. Theo thông báo, các công dân Mỹ có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 có thể đăng ký và nhận mã sức khỏe màu xanh để nhập cảnh vào Trung Quốc từ Mỹ hoặc một quốc gia thứ ba. Trước đây, Đại sứ quán Trung Quốc chỉ cấp mã này cho các công dân Mỹ đi trực tiếp từ Mỹ. Trong bối cảnh số ca mắc mới thời gian gần đây liên tục giảm, dù vẫn duy trì chính sách không COVID, Trung Quốc đang dần nới lỏng các hạn chế phòng dịch, bao gồm cả việc nới lỏng quy định xét nghiệm cho người nhập cảnh vào Trung Quốc, cũng như giảm thời gian cách ly phòng dịch với người nhập cảnh. Cụ thể, theo thông báo ngày 28 tháng 6 vừa qua của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, thời gian cách ly bắt buộc đối với hành khách nhập cảnh nước này giảm từ 21 ngày xuống còn 10 ngày. Theo một nghiên cứu mới công bố cho thấy, một số bệnh đậu mùa khỉ tại Anh có các triệu chứng khác biệt đáng kể so với những triệu chứng từng thấy trước đây, làm dấy lên lo ngại về khả năng bỏ sót các trường hợp nhiễm bệnh. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tiến hành vào tháng 5 vừa qua đối với 54 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ cho thấy chỉ 57% bệnh nhân có triệu chứng sốt và mệt mỏi, trong khi tất cả các bệnh nhân đều có nhiều tổn thương da hơn ở vùng sinh dục và hậu môn so với những ca bệnh thường thấy trước đây. Các nhà khoa học kêu gọi cần xem xét và cập nhật lại các định nghĩa về bệnh đậu mùa khỉ để tránh bỏ sót các trường hợp nhiễm bệnh.
Theo đó, việc chẩn đoán sai các trường hợp nhiễm bệnh có thể cản trở cơ hội can thiệp thích hợp và phòng ngừa lây nhiễm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không cần phải thay đổi định nghĩa bệnh đậu mùa khỉ bởi các nghiên cứu khác cho thấy không có sự thay đổi lớn về mặt di truyền. Rác thải trôi nổi trên các đại dương là một trong những vấn nạn môi trường nhức nhối nhất hiện nay. Một nhóm nghệ sĩ người Australia đã quyết định lấy chính những thứ nguy hại cho môi trường để làm nguyên liệu cho những tác phẩm nghệ thuật của mình. Bình minh trên cảng Geraldton miền Tây Australia, một chiếc tàu cập bến với khoang tàu chất đầy chiến lợi phẩm nhưng không phải là tôm, cá, mực mà toàn là rác. Tất cả đều là rác trôi nổi được các tình nguyện viên thu gom tại quần đảo Arbroath, cách đó 60 km. Toàn bộ số rác thải này sẽ được giao cho các nghệ sĩ ở địa phương để được biến hóa thành những tác phẩm nghệ thuật. Giờ đây chúng tôi đã lên tới 30 người, nhưng phải 3 ngày mới tìm đủ rác lấp đầy con thuyền. Điều đó có nghĩa là rác thải đã ít hơn trước. Ước tính có khoảng 30 triệu tấn rác thải nhựa trong các đại dương và 109 triệu tấn tích tụ trong các dòng sông, gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng không chỉ nguồn nước mà cả đa dạng sinh học và chuỗi thức ăn. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Nghĩa Đô thuộc xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. Nơi đây, ngày 23 tháng 2 năm 1950, quân và dân ta đã mở cuộc tấn công và buộc địch phải rút quân khỏi đồn Nghĩa Đô. Huyện Bảo Yên sạch bóng quân thù, góp phần to lớn vào thắng lợi giải phóng Lào Cai. Những hình ảnh về di tích lịch sử này cũng sẽ khép lại chương trình thời sự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.